Xin chào các bạn, để mua bông tẩy trang loại nào tốt và chất lượng thì bạn phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau, như là tính năng sản phẩm, giá bán và nhu cầu sử dụng hoặc là xuất xứ của sản phẩm. Vậy để làm được điều đó thì bạn hãy tham khảo một số tiêu chí mà mình đưa ra ở dưới đây. 1. Chất liệu. Chọn bông tẩy trang được làm 100% từ sợi bông tự nhiên mang đến độ mềm mại, không có sơ bông, giúp da dịu nhẹ, lành tính, không gây kích ứng, đặc biệt với da nhạy cảm. 2. Nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu sản phẩm. Trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều loại bông tẩy trang có thương hiệu khác nhau, thương hiệu nổi tiếng sẽ cho chất lượng tốt, tạo an toàn trong suốt quá trình sử dụng. 3. Độ bền với chất lỏng. Một chiếc bông tẩy trang kém bền, vừa gặp nước đã mềm nhũn, sơ là sản phẩm kém chất lượng không nên lựa chọn. Kiểm tra chất lượng bông bằng cách đổ nước lỏng ra bông, sau đó kéo căng 4 chiều để xem bông có thực sự bền, ít sơ hay không. Hãy lựa chọn sản phẩm bền nhất. 4. Chọn bông tẩy trang theo mục đích sử dụng. Với mục đích làm lotion matte, bạn chỉ nên sử dụng bông tẩy trang loại vừa, phải không quá dày cũng không quá mỏng. Sử dụng với dầu hoặc nước tẩy trang những loại bông tẩy trang dày dặn, có độ bền cao. Sử dụng bông với các loại máy dưỡng da, bạn hãy chú trọng kích thước sao cho vừa khít với phần kim loại của máy và không chọn bồn quá mỏng. 5. Giá cả của bông tẩy trang. Bông tẩy trang có nhiều loại khác nhau nên giá thành từng loại khác nhau. Bạn đọc kỹ thông tin, thành phần để có thể sở hữu sản phẩm phù hợp với mình và giá hợp với túi tiền. Và vừa rồi là một số tiêu chí mà chúng ta cần để ý trước khi mua bông tẩy trang. Mình hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích dành cho các bạn, để cho các bạn mua được một sản phẩm bông tẩy trang phù hợp với nhu cầu và gia đình của các bạn nhất. Link mua sản phẩm mình để dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.